một vụ án hết sức thương tâm, đau xót. Lực lượng công an đã phân tích hiện trường nhanh, chính xác để nhận định hung thủ và lên kế hoạch truy bắt rất nhanh. Các anh đã gác lại niềm hạnh phúc cả một năm trời là quây quần sum vầy đón giao thừa cùng với gia đình nhỏ của mình để quyết tâm đấu tranh, phá án. Một gia đình 5 người với 2 vợ chồng và 3 đứa con thơ chưa tới 16 tuổi không kịp đón cái Tết cuối cùng. Tiếp nối phần 1, người thợ làm công tên Tình là ai? Nhân thân thế nào? Kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc ra sao? Bản án dành cho hắn như thế nào? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Truy bắt. Tuy không đăng ký tạm trú, nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được lai lịch của người thợ tên Tình này. Nghi phạm tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Tình, sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, thường trú tại ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đồng thời xác định được tài khoản, nickname trên Facebook của Tình là Si Tình để thu thập thông tin. Tình làm việc cho vợ chồng ông Trình khoảng 2 tháng qua. Do mới đến cơ sở của ông Trình để làm việc nên Tình không có giấy tờ tùy thân, hồ sơ xin việc lưu trữ ở cơ sở của ông Trình. Các tổ công tác tiếp tục lần theo các mối quan hệ của Tình thì phát hiện Tình từng ở quận Tân Phú và huyện Bình Chánh trước khi đến làm cho gia đình ông Trình. Và trong quá trình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Tình không có giấy tờ tùy thân. Trước đó, Tình từng bị từ chối đăng ký tạm trú tại huyện Bình Chánh và quận Tân Phú. Xót xa trước cảnh cả một gia đình 5 người bị thảm sát trước thềm năm mới. Ngay trong đêm 30 Tết, lực lượng công an cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân đã phối hợp liên hệ nhân thân gia đình của vợ chồng ông Trình để lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân. Đồng thời, phía công an tăng cường triển khai rất nhiều lực lượng chia làm nhiều tổ công tác lên kế hoạch truy bắt Tình ngay trong đêm ngày 15 tháng 2 và rạng sáng ngày 16 tháng 2. Ngay trong đêm giao thừa, các chiến sĩ hình sự đã lên xe hướng về huyện Chi Tôn, An Giang. Một số tổ công tác khác đến các cửa khẩu ở biên giới để đón lõng nếu như Tình cố tình trốn ra khỏi Việt Nam. Khi các trinh sát về đến quê của Tình thì nhiều người cho hay khoảng 23 giờ đêm 30 Tết thấy Tình vội vã lên xe rời nhà đi về hướng Long An. Nhận định rằng hành tung của Tình có thể xuất phát từ việc đoán biết được hành vi của mình đã bị bại lộ nên bỏ trốn, một mũi trinh sát khác được lệnh xuống ngay Long An. Thời điểm này cũng là thời khắc giao thừa. Bỏ qua niềm vui riêng, các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ngồi trực chỉ đạo vừa hồi hộp lo lắng, lâu lâu lại nhấc máy lên chờ thông tin từ phía các trinh sát. Để truy bắt Tình, lực lượng cục cảnh sát hình sự C45 bộ công an cũng được điều động phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và công an nhiều tỉnh thành khác. Các lực lượng rào chắn tại cửa khẩu biên giới các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh để đề phòng nghi phạm trốn qua Campuchia. Đến khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết, một mũi trinh sát lần ra và phát hiện Tình đang ở tại một địa điểm thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong khi tổ trinh sát mất đi đêm giao thừa đoàn viên cùng với người thân thì lúc này Tình lại đang chén tạc chén thủ với đám bạn. Xác định đối tượng đang ăn nhậu với một bàn tay bị băng bó là Tình với các đặc điểm nhận dạng trùng khớp. Đồng thời, chiếc xe gắn máy Way RS của vợ chồng ông Trinh cũng có mặt ở nơi mà Tình ngồi nhậu, một lần nữa khẳng định Tình chính là hung thủ. Ngay lập tức, các trinh sát tiếp cận, bắt gọn không cho Tình có cơ hội phản ứng hay chống trả nào. Tuy nhiên, Tình lại tỏ ra hết sức bình thản khi bị khống chế. Chỉ có nhóm bạn là không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó, Tình được di lý từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều tối ngày 16 tháng 2, công an quận Bình Tân đã tạm giữ Nguyễn Hữu Tình để điều tra xử lý về hành vi giết người. Trước những chứng cứ rõ ràng, Tình nhận tội đã sát hại cả gia đình ông Trình và cướp tài sản. Hàng chục giờ đồng hồ lần theo dấu vết đối tượng sát hại 5 người trong gia đình. Bỏ cả thời khắc giao thừa, gác lại niềm vui riêng, các chiến sĩ đã được đền đáp xứng đáng bằng việc bắt được hung thủ. Với chiến công trong ngày mùng 1 Tết, để kịp thời ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án: Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Tân và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định, bước đầu đối tượng gây ra vụ án mạng được xác định chỉ là một người. Nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại thương tâm
chỉ xuất phát từ hiềm khích cá nhân, đối tượng nung nấu trả thù nên ra tay sát hại cả gia đình ông Trình. 76. Nhạc Đầm. Nguyễn Hữu Tình được ông Trinh nhận vào làm tại cơ sở gia công máng xối khoảng 2 tháng trước. Lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng được bao ăn ở. Tại cơ sở máng xối của ông Trinh trước đó đã có hai người làm công cùng quê Thanh Hóa với vợ chồng ông Trinh, nên vợ chồng ông chủ tỏ ra ưu ái hai người này. Dương Tình do được ông Trinh nhận vào làm xong, trong quá trình làm việc thường không cẩn trọng nên hay bị la mắng, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, vốn bản tính lầm lì nên những hậm hực, bực tức đã nhen nhóm âm ỉ trong Tình khi mà bà Hồng xúc phạm rồi mắng mỏ, động chạm tới bố mẹ hắn. Rồi do làm việc không hiệu quả lại hay chơi game, giờ giấc thất thường nên Tình bị bà Mai Thị Hồng mắng mỏ của trách, định cho nghỉ việc. Do tới thời điểm cận Tết nên hắn vẫn âm thầm làm để lấy lương. Cứ thế, nỗi uất hận, bực tức lớn dần lên, âm ỉ trong con người Tình. Càng ngày, hắn càng cảm thấy lạc lõng ở nơi làm việc mà gần như duy nhất chỉ có hắn là người ngoài. Hắn ta cho rằng nhà chủ thiên vị những người làm công khác. Sự ích kỷ, nhỏ nhen cộng với cái tính ương ngạnh cứng đầu và ngông cuồng mà Tình nuôi hận và quyết tâm sát hại ông Trinh và bà Hồng. Gần Tết năm 2018, trước khi cho các công nhân ở xa về quê đón Tết, gia đình ông Trinh tổ chức tiệc tất niên. Chiều 27 Tết, tức ngày 12 tháng 2 năm 2018, gia đình ông Trinh làm bữa cơm cuối năm, Tình cùng với các bạn làm trong xưởng đến ăn uống rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Tình nói với bà Hồng là muốn ứng 5 triệu đồng để về quê và muốn mua lại chiếc laptop cũ của gia đình. Tuy nhiên bà Hồng không đồng ý cho Tình ứng tiền vì lương thưởng cuối năm vợ chồng bà đã trả đủ. Bà Hồng cũng không đồng ý bán đi chiếc máy laptop vì nghĩ rằng Tình đã nghiện game, mua máy thì chỉ có chơi cả ngày. Sau cái tiệc tất niên ấy, những người làm công khác trở về xưởng ngủ để ngày mai về quê, còn Tình thì viện cớ rồi xin ngủ lại tại nhà chủ và đều đồng ý. Vợ chồng ông Trình đồng ý mà không hề hay biết rằng Tình đã lên sẵn kế hoạch để sát hại cả gia đình mình với một con dao bấm hắn đã thủ sẵn trong người. Khuya cùng ngày, Tình thức giấc. Nghe vợ chồng ông Trinh nói chuyện từ trong phòng ngủ vọng ra về việc Tình chơi game vào ban đêm, ngủ nhiều vào ban ngày, lười làm việc, định ra riêng cho nghỉ việc, nên hắn ta lại càng ôm hận. Bực tức, hắn nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Trinh. Khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 2, cầm viên bi sắt trên tay đi tới đi lui, rồi rơi viên bi sắt xuống sàn gỗ, gây ra tiếng động, làm bà Hồng thức giấc, ra ngoài cửa phòng ngủ, la mắng hắn. Thấy vậy, Tình liền rút con dao đã chuẩn bị trước đó, lao tới đâm tới tấp vào người bà Hồng. Dù bị thương, nhưng bà Hồng vẫn cố bỏ chạy xuống tầng trệt và hô hoán. Đến phòng khách thì bà gục xuống. Ông Trình nghe thấy tiếng vợ nên chạy ra đứng ở cửa phòng ngủ thì bị Tình lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Cho dù cố gắng giằng co, chống trả, nhưng ông không thắng nổi kẻ thủ ác, gục xuống tại chỗ. Khi này, hai đứa con nhỏ của ông Trinh khóc thét lên. Sợ hàng xóm nghe thấy, để bịt đầu mối, Tình lạnh lùng ra tay luôn với cả ba người con của vợ chồng ông Trinh. Trong lúc ra tay, do các nạn nhân chống cự khiến cho tay trái của Tình bị thương, hắn đi xuống bếp tìm cách băng bó vết thương rồi quay trở lên nhà. Vào lúc này, Tình phát hiện ra ba Hồng còn cử động nên đã dùng dao đâm tiếp cho đến khi nạn nhân bất động. Tổng cộng, Tình đã đâm 76 nhát vào 5 nạn nhân. Hắn thực hiện hành vi hết sức côn đồ, dã man, đâm nhiều nhát, đâm nhiều lần, có những nhát đâm vào đầu, thủng sọ não để tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân tới cùng. Tới tận lúc này, hắn cảm thấy mệt nên lại mò đi mở tủ lạnh để lấy nước uống và gọt trái cây ăn. Sau đó, biết trong két sắt ông Trinh thường bỏ nhiều tiền nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản. Tình kéo két sắt đến chỗ ông Trình nằm, tính buộc ông chủ khai ra mật mã két sắt để mở. Nhưng nạn nhân đã chết, do đó Tình không thực hiện được ý định. Trước khi bỏ đi, hắn đã lấy đi hai chiếc điện thoại di động, laptop, một số nữ trang bằng vàng và xe máy của nạn nhân với tổng giá trị là 18,5 triệu đồng. Sau đó vì bị thương ở tay
nên hắn đã đến bệnh viện quân y 175 băng bó rồi định quay trở lại hiện trường để xóa dấu vết, khóa cổng, cửa, nhưng hắn đã không làm như vậy. Sau đó, Tình gọi cho một người bạn có tên là Ca ở Long An là bị tai nạn nên nhờ đến đóng viện phí và đưa về. Tiếp tục, Tình nhờ Ca bán hai chiếc điện thoại di động và máy tính cướp của gia đình bị hại ở một cửa hàng ở quận Gò Vấp. Nhưng một chiếc điện thoại không mở được khóa nên Tình đã cho Ca. Còn lại số nữ trang bao gồm dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng thì Tình nhờ một cô gái ở Long An cất giữ. Tới trưa ngày 16 tháng 2, chuyện Tình gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chấn động dư luận bại lộ, thì bạn của Tình là Ca lúc này mới biết và mang điện thoại đến công an giao nộp. Từ lời khai của Tình, lực lượng chức năng đã cử cán bộ điều tra đi thu lại các tang vật của vụ án. Án tử. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Tình được tổ chức. Bước xuống chiếc xe thùng trước lúc vào tòa, bị cáo không đưa mắt tìm người thân. Ra khỏi xe, Tình đối mặt với hàng chục những chiếc ống kính đang chĩa về mình, đối diện với trận khóc nức nở, đau đớn vật vã của gia đình bị hại. Đến khi tiếng chuông reng báo hiệu phiên tòa bắt đầu, thì bị cáo được dắt ra. Hàng chục chiếc máy ảnh tiếp tục chĩa sát vào mặt. Suốt phiên xét xử từ sáng đến tận trưa, ai cũng dõi mắt tìm kiếm hình bóng người thân của bị cáo. Không có. Theo lời của luật sư thì mấy tháng bị giam, Tình cũng không được bà mẹ vào thăm. Trước những lời khai lạnh lùng và bao biện của Tình đã đâm rất nhiều nhát vào các nạn nhân với lý do xuất phát điểm được đưa ra để bao biện đó là bị bà Hồng chửi nhiều lần và bị cáo rất ghét. Khi đối chất với nhân chứng là người cùng làm công với Tình tại xưởng của gia đình ông Trinh thì anh này cho biết không có chuyện bà Hồng thường xuyên chửi bới người làm như lời Tình nói mà bà chủ là một người hiền lành. Không ít lần, bà Hồng biết rằng người làm công khó khăn còn cho thêm tiền. Hơn 45 phút, đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng. Trong thời gian tranh luận, bị cáo mân mê, gõ tay trên bục khai báo, đôi lúc thì lại vẽ theo vết bụi của chiếc micro. Chưa một lần, cúi mặt tỏ vẻ ân hận. Chỉ có càng quan sát, càng nghe, thì càng cảm nhận được rằng dường như bị cáo không nhận thức được mức độ nguy hiểm, hậu quả của hành vi mà mình gây ra. Chỉ biết rằng người ta chửi, người ta khó chịu với mình thì mình trả thù vì mình ghét, vì mình không thích, vì mình tức giận. Cái suy nghĩ ương ngạnh, bướng bỉnh có lẽ đúng với cái độ tuổi 18 mà lại thiếu đi sự uốn nắn, dạy dỗ của gia đình. Cho đến khi bị cáo nói lời sau cùng thì có thể thấy được bị cáo Nguyễn Hữu Tình thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu thốn sự quan tâm của người thân biết nhường nào. Lời sau cùng của Nguyễn Hữu Tình gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, lời xin lỗi tới ba mẹ của mình, lời xin lỗi và lời cảm ơn tới một người chị đã quan tâm và giúp đỡ. Đồng thời, bị cáo xin được hiến tạng. Hành vi của Tình là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nhẫn tâm, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ khỏi xã hội. Vào đầu giờ chiều ngày 9 tháng 7 năm 2018, sau một buổi xét xử và nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, ngụ tỉnh An Giang, ra tay sát hại cả gia đình 5 người ở quận Bình Tân trong dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Mức án tử hình về tội giết người theo quy định tại các điểm thuộc khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt mà bị cáo Tình phải chịu là tử hình. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Tình phải bồi thường hơn 198 triệu đồng tiền chi phí mai táng cho gia đình bị hại. Hiến tạng bất khả thi. Trường hợp của Nguyễn Hữu Tình xin được hiến tạng không phải là lần đầu có tử tù xin hiến tạng. Trước đó, Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước, và Nguyễn Văn Kỳ, thủ phạm sát hại 2 người trong một vụ cướp tại Hà Nội cũng có mong muốn tương tự. Về việc tử tù xin hiến tạng, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sinh, phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Hội ghép tạng Việt Nam cho rằng tử tù hay người phạm trọng tội mong muốn hiến tạng để làm việc thiện thì điều đó là điều rất đáng trân trọng và luật pháp cũng không ngăn cấm. Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác cũng quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền hiến mô bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.
Tuy nhiên, vị giáo sư này cho rằng điều này là khó thực hiện nếu như không muốn nói là bất khả thi. Ông cho biết, về mặt nguyên tắc, muốn lấy tạng một người ghép cho người còn sống thì cơ quan đó phải còn nguyên vẹn và đảm bảo các yếu tố như tim ngừng đập hoàn toàn và phải thực hiện lấy tạng gấp rút trong vòng 45 phút. Tuy nhiên, với quy định thi hành án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc thì các cơ quan trong cơ thể, tạng phủ sẽ bị hủy hoại, không phục hồi được. Như vậy, khi thi hành án xong thì không lấy được bộ phận nào của cơ thể có thể tái sinh để ghép cho người sống được, mà đã thi hành án tử thì người đó phải thật sự là chết. Do đó, để lấy được bộ phận cơ thể của tử tù ghép cho người sống thì phải lấy trước khi tiêm thuốc, có nghĩa là phải làm sai quy trình thi hành án. Mặt khác, giới y học cũng không ủng hộ việc cho phép tử tù hiến tạng. Bên cạnh đó, các nước trên thế giới đều không dùng tạng, tức các bộ phận cơ thể người của tử tù để ghép cho người sống, cùng với đó là các rắc rối, nhiều vấn đề liên quan về sinh học, pháp lý và đạo đức. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Nhân dân Online, Tuổi Trẻ, VN Express, Thanh Niên, Jing News cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.